Đa tạ tráng sĩ đã thi ân cứu mạng, xin nhận cho một lại đền ơn. Thi ân bất cầu báo chớ lại quỳ, thêm thẹn kẻ hèn quê. Anh chị từ đâu đến tận nơi đây, để đến đổi phải lâm vào tai nạn? Tôi chính là Hoàng Dương nước Sở sang Tấn Bang dự lễ tuyển phu. Đây là quyền sương hoàng hậu. Dạ, ngụ phu thất lễ, xin thánh minh cùng hoàng hậu thứ tha. Đã có công cứu mạng hoàng gia, ta đâu vướng bận điều tiểu tiết. Hãy cho chúng tôi hiểu tường khúc chiết, tuổi tên người và gia cảnh ra sao. Muôn tâu, tôi tên Lâm Quốc Hùng, thân phụ tên gọi Lâm Quốc Trung, xưa vốn là đại phu nước Tấn. Đã cáo lão từ quan quý ẩn, sớm ly trần tôi chỉ còn có mẫu thân. Đủ đức tài nhưng chưa gặp hỏi phong dân. Ý của ta muốn cùng người kết bạn, tạo thời cơ cho đó vào nẻo sáng. Chữ công hầu khoa bản nêu danh, ta ơn lành thánh hoàng ngài xót thương, thân cơ khổ vững vương, tôi không dám vào triều cương. Tuy khoa cao phong sương nhưng chẳng phải kẻ tầm thường, chỉ cao nhân hầu khiêm nhường, đáng ngự tòa cung đường. Hôm sớm cận kề quân dương, ta quy trọng ân nhân thêm cam tình, trang mã thường anh hào, tình đâu phân biệt sang giàu, xin chớ tụ lòng ta mến thương. Lời quân vương là con vàng thước ngọc, nhưng hạ thần còn mẹ ở thôn trang. À vậy à, hãy đưa ta đến để dân an thăm viếng mẹ hiền của ân nhân. Dạ, nhà dậu cột siêu, thần không dám để phiền cho thánh thượng. Đừng khách sáo, Lâm Quốc Hùng, hãy dẫn đường ta đến gia trang. Mời thiên nhan và hoàng hậu. Thánh hoàng giảng giảng tuế. Quả nhân miệng lễ, chư khanh hay bình thân. Đội đức hoàng ân. Này các khanh, đến Tấn Bang trẫm giữ lễ tuyển phu, chọn vợ hiền đức hạnh hòa duyên. Chữ Tấn Tần do bởi hoàng thiên, cùng công chúa quyền sương tròn ước nguyện. Dù gặp nhiều nguy hiểm gian nan, nhờ tiên hoàng dân được bình an. Nay trở về tận chôn sở bàn, trẫm sẽ cử hành đại lễ tấn phong. Tâu thiên nhan đêm ngày trong đời, thần cùng các quan lo sở pháp phòng. Muôn keo quân tìm kiếm thiên nhan, nhưng dạng nẻo quan sang làm sao tìm gặp. Ngài trở về long thế bình an, đẹp giả các quan trên dưới vui mừng. Khá khen các khanh trung can tròn đạo, trẫm sẽ thưởng ban châu bao ngọc ngà. Tất cả nghe ta phán giữa chương tòa, phong quyền sương nàng là hoàng hậu chiêu dương. Dạ muôn tâu, thiên tử xót nhi thương, khi tiên đế băng hà ban lời chỉ dụ. Tuyển Hồng Loan làm chính hậu, đây di chúc của tiên hoàng. Mới nghe qua sao quá ngỡ ngàng, ta đã yêu nàng công chúa quyền sương. Tâu bệ hạ, di chúc tiên dương đã rõ ràng nơi điển các, nhưng ngài chọn hôn nhân khác, sánh tơ hồng. Muốn giữ cho tròn vẹn tâm đồng, xin tấn nạp Hồng Loan làm thứ hậu. Không, không, ta đâu thấy sớm quên nghĩa tình cùng nàng. Ước nhau một lời không rời quyền sương, nào ham triều cương chức quyền làm ta đảo điên.
sẽ ra đi, đôi mái đầu tình chung muôn đời. Ôi lòng sao xuyên thấy ai chèn thề, chàng ơi giống bao cũng không rời nhau. Nhưng nghe lời khuyên ca quan im triều riêng xương xinh thuần tình, nhờ ngôi tranh thất di chúc tiên dương dung tròn triều. Nàng ơi không thấy ta chẳng yêu ai thay nàng nơi này. Thiếp cảm tạ tâm chân tình cao cả, nhưng sở trao cần bệ hạ giữ ngôi chương. Đừng lụy yêu đương khanh tế xem thường, khanh tiên là của quyền sư, thiên tử nên suy nghĩ tận tường. Đã một lời bền chặt tơ dương đạo, vợ chồng nồng đốm lửa yêu đương, nỡ đâu gieo chuyện đoạn trường. Ghen tức tỷ hiềm cung chương, ai nữ hồng loan nguyệt đem qua giường, thứ hậu điệu đường nào dám trèo cao. Thiên nhan giống lượm anh hào, nhưng không phải đủ đầy lục diện tam cung. Quyền sương ơi hỏi khanh y nàng to càng, thiếp rất hân hoan thờ phương chung chồng. Hãy đưa hồng loan vào chốn bể rồng, sẵn sàng nghi lễ tân phong. Tâu dân thị thân. Dạ. Đưa tiểu thơ Hồng Loan vào điện cất nghe chưa? Dạ, thần Hồng Loan, ái nữ tể tướng quan xin bái mừng bệ hạ. Quả nhân miễn lễ, tiểu thơ hãy tọa an. Đa tạ thiên nhan. Dạ, con kính mừng thân phụ. Hồng Loan. Dạ. Thiên tử đã chọn con hòa hồn phôi, là đương kim thiên tử triều nghi. Nè, phận đến sau, con thọ chức thư quy, mau triều kiến tôn ti trọn lễ đi con. Xin vâng. Thiên nhan đấng ân á giang quà cho chúng ta dân, Loan Nương giữa quân thần cầu ngài ban hồng nhan phước duyên. Ta mong ái khanh à, niềm chung thủy tròn vuông, chung hòa nhau thắm cung thâm tình, đừng ti hiềm đừng ghen tương, làm vân tri thiên tử. Để đầu xin chánh à, cùng hai thương tình. Loan Nương hỡi em á, chung chồng ta mến thương, xem nhau thế thâm tình, mình tông phu đừng nên lát sao. Ghi ân của chiêu dương á, lòng tôn kính không mờ, mong hoàng hương cảm thông em nhờ. Đời qua đạo như nhau, đừng lo lắng nghi lễ. Ba ngày nơi sở à ba, ta tấn phong hai nàng. Đội ơn Chúa ôi bi thương.
thêm tư lương. Thần cô đơn hỡi thiên nhãn hoàng cung, vì sao bạc bông chắc nơi thắm cùng sang ca quên hắn đi. Trên dương vàng đều ca thấm ngàn nan dài, hàng vui rồi thiên nhan nhớ ta. Xuân sang tâm hồn trẻ âu lo có điều không may. Thánh quân nhân từ ly đâu quên bó tình thâm ân. Sao hồi cung lâu rồi mà không thấy tin nóng trong lòng, biết làm sao đây. Dạ mẹ con tôi kính chào hoàng thúc. Điện lễ, hai người hãy nghe sắc chỉ hoàng gia. Dạng tuế sở hoàng sắc chỉ lâm mẫu với quốc hùng, đã có công cứu gia cửu trùng, đậm ban thưởng bát vàng gẫm chức. Họ nhận xong rồi rời kinh đô cấp tốc, sở dương không giao tiếp kẻ hèn quê. Dân nước nào tìm nước ấy theo về, thì nhớ địa đói chứ đòi đeo chân hạt. Khốn nạn quân ngựa gia con, địa đói chứ đòi đeo chân hạt, dân nước nào tìm nước cây khuôn phò. Lời vi xưa cổ nhân của dân bài học máu xương mà ta phải am tường ghi sâu vào quyết quan. Mẹ con ta hãy lánh xa những người khuê các đài trang sống ngân ngang dên mặt chốn cung vàng. Thà hâm hút cháo rau mà không tối thẹn lễ tràng. Con biết trước mà ngỡ ngàng từ chối, mẹ nhân hậu tin người tự hối muộn màng thay. Hãy ly biệt con người đê tiện kể từ nay, mặc gió sương vàng vàng cũng đừng màng tướng nữa. Trời gió lạnh buốt sương mà lòng con rực lửa, ngọn lửa kẻ hờn căm thiêu rồi nghĩa im bằng. Ôi gớm ghê lòng người đê tiện, tuổi thân nghèo ai gây chuyện, tâm thề nhất nguyện lìa muôn tu xa má công hầu. Mẹ ơi mình là của núi rừng phải về chốn thâm sơn, đừng bày giải thiệt hơn chẳng cần gì phải lưu luyến nữa. Xin gửi lại gấm nhung bát vàng nơi triều điện, mỗi quyển an bài nơi tắt dầm hồi quê. Bước đầu đã thành công, chờ đợi chim ngai rồng
ta là vua nước Sở. Huyền Sương ơi, ước mơ bên nàng đó thanh, từ nay tám em trong đời duyên lành, mình bên nhau dĩ như quanh nhà chung tâm, tàn đi ký phong đi xa nàng ơi. Tình quân giữa ngấp yêu muôn cho như hoàng tân mừng, thân nương có mang đã hai tròn trăng. Toại nguyện hân quang thay, cầu nàng sanh dưỡng nhi nét phương phi như là ta. Nhờ lòng dương gia thương, luyện mến câu càng thương, thiệp diêm lòng thay lần triều cương. Sương ơi thiết tha tơ lòng chung đông, kề bên ai ngất ngây miên nồng nhang hồng. Hoàng gia ơi mãi lo ân tình cung rồng, mà quên nghĩ nhân giới hai người ân. Nàng nói gì ta không hiểu. Được ăn lành về đến Sở Bang, ngài sớm dội huân quốc hùng cùng lắm màu. Lắm quốc hùng, ta không thấy quên hai người ân đã trao cho ta tình thâm thân, sẽ đón rước chung vui tròn câu kim bằng. Huyền Sương hãy cùng ta đến dinh đình tròn ân nghĩa. Quốc hùng em ơi, Lâm quốc hùng, ba mẫu ơi, ba mẫu. Sao im lìm quang vắng khiến tâm lo lường khó an, xảy ra chuyện. Lâm mẫu bỏ ra đi, thần có hỏi người không nói mà hai hàng lễ giải. Hả? Bỏ đi rồi à? Ôi đau thương ngàn tiếng bài phân, thân chua xót chia ly thâm tình. Nhìn xem khu liêu dịch đình, Lâm mẫu người ân nghĩa ở nơi nào yêu chăng? Nỗi lòng viên sương sầu buồn tư lương. Lâm mẫu quốc hùng, mất mờ lại chưa chán, đã tan tâm hồn. Bỗng nhiên mang cầu bất nhân, đành vui ân người ngay cờ hàng. Xa dăm ngàn làm sao thấy ngự quân. Lãnh hổ phù triệu hoàng thúc cấp cần, đoàn ngựa chiến sẵn sàng cho ta theo kịp bước quốc hùng và Lâm mẫu. Hoàng hậu theo ta. Thank you.
quán than hờn căm. Do con sai lầm nên mẫu thân gian nan ngàn đau trăm xót, mình chứng trên thiên công soi lòng hận thù không quên. Thầy nào dung tha kẻ gây bài ra, đừng sầu con ơi, tâm ta ngay hiền cho trái quan tiền thiên nghiệp chướng nên đâu. Tình bạc đêm Lâm Quốc Hùng ba máu, Lâm Quốc Hùng hùng ơi. Rộn ràng chắc Sở Dương cho người theo bắt lại. Mẹ con ta muốn thoát vòng nguy ngập để Quốc Hùng dùng kiếm báo trả thù thâm. Quốc Hùng, đạo thần tử phải trung can, dù chúa có lỗi lầm cũng nông nổi ngàn năm ân hận. Ta lánh nơi hang đồng tránh người vong. Quốc Hùng, Lâm Ba Mẫu. Quốc Hùng, Lâm Ba Mẫu. Trời ơi, vang vọng giữa rừng xanh chỉ có tiếng khanh tiếng này. Lễ nông mại dân đầy thương lắm để đò tài, bởi vương hoàng bài đăng lẽ trời không thương xót người ngay, đưa cảnh tình đi tiếc lá lai, đường quan sang non dân nẻo dài, ba mẫu Quốc Hùng có hay. Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ Lâm Quốc Hùng gì mặc cảm, quyết đoạn tình lìa nghĩa bỏ ra đi, không thể nào tránh chuyện chia ly, chỉ có một cách này. Hoàng thân giùm giúp trẫm. Nên đốt cả khu rừng, lửa nóng lan tràn, chắc chắn người bệ hạ mong sẽ xuất đầu lộ diện. Không, không, không làm như thế được, bệ hạ. Không nên đốt lửa trai lan tràn ngàn có cây chớ để lâm gia gieo hoàng tình cho vương hoàng. Khi ly ta nghĩ nhân mang căm hận chưa phai mờ. Hoàng ơi, hãy nghe khuyên đừng nên đốt quang khu rừng. Ôi tâm rối suốt kiếp ta mang điều ước hoàng cất tiếng kêu than, nhưng em hiện nơi xa ngàn nghe lời khuyên chính cùng quân gia đừng đốt khu rừng. Giờ ta hãy nên quay về cung thôi, phải xa cách nhau.
hoàng hậu theo trẫm về điện chánh. Hoàng thân, dạ, kéo quân về. Xin tuân lệnh. Nếu ta đoán không lầm, hang động này có mẹ con Quốc Hùng trú ẩn. Muốn diệt trừ tận gốc, cần lập kính miệng hang. Quốc Hùng ơi, Quốc Hùng ơi, ta và mi không oán không thù, nhưng vì nghiệp cả Khánh Sơn đành thu đoạn. Quân lập kính miệng hang. Sao ai vô tâm quên bỏ nghĩa tình ngày xưa, với kiếp nghèo ngày tháng nắng mưa, ta sống hôm đông củi trên ngàn mà không phải lễ trang. Hùng con ơi, đều nhân quả trả giai, họ sẽ chuốc đắng cay bởi gieo vào nghiệp dư. Con cần xứng đáng là trượng phu quân tử, gạt bỏ chuyện riêng tư vì đại sự sang hà. Con ơi, chắc mẹ phải xa con, thân bao ngày qua chan hòa cùng sương tuyết, mẹ hiểu biết sức mình không còn sống ở dương gian. Mẹ, mẹ đừng nói gì mẹ à. Thương con hiền tan trắng dương mang, con tròn chữ ngũ kháng, con hãy nhớ lời mẹ dạy. Dẫu sợ chưa có dám ăn, con ráng tìm lẽ phải, làm rạng rỡ chí trai chung nghĩa hãy ghi lòng. Mẹ hiền sao đành xa con, heo hôn thân liên lưu thân tình, rồi đây một mình cô đơn đời con trẻ buồn té than nằm mộ thân ly biệt. Hơi thở tàn con nơi phải lìa xa hai nơi. Trời ơi, bị chung lấp ở hang sâu lẻ ôm sầu tan tóc. Con khóc mẹ từ ly tim hận kẻ vô nghị. Đừng, đừng đổ lại ai bi, tìm đường thoát nạn ấm tim mẹ về. Mẹ, 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 đừng đau chúa xót cây chè ôm chồng xác mẹ nào nề thâm căn. Mẹ. Tức thái quốc hùng gian ác tuyệt đời ta, nay quyết tâm cùng vàng trả quán không thể tha. Nương hồn theo đến nơi triều ca, nhập vào thần thứ quy hồng loan, trả thù xưa cũ gieo bao tàn thương triều cương tội lòng ta. Ah!
hoa ước mong đông trùng mày tâm sinh ư. Dương phi hình dung sau này hoàng triều thay trăm tri vì sợ quân là vua anh minh chăm lo hòa tình dân sinh. Thấy con vui cười lòng thiếp hân qua ngàn đời cầu trời từ nay âu ca giang sang bình yên được dương xót xa. Giữ đức nhân trăm tình an lành hoàng cung kính chúc cho đông cung hoàng triều yên lành. Khôn ngoan hiền nhân sau này ngài là tiên tử lưu truyền muôn quá toàn dân hân hoan mong sao nhà vui nước an. Phước ban thiên nhàn cùng với hương hoàng triều ngàn vàng hòm giàu đông cung bao nhiêu người thương tươi cười đáng yêu. Thời các khanh sở ban đời nhà ngang, thời các khanh sở ban muôn đời nhà anh tận hết cũng tận với nữ. Sao lạ quá, sở quốc đang yên như bàn thạch, lý do nào yêu quái lộng hành? Quyền xương ái nương hãy dỗ con giấc ngủ an lành. Hoàng thúc tể tướng hãy theo đậm đến Trường Xuân Điện. Năm ban lệnh. Sát cung phi tơi tả ruột gan, còn hoàng hậu miệng đầy máu đỏ và đôi tai. Không lẽ bệ hạ ơi, từ lâu nay tưởng yêu quái lộng hành, ai ngờ đâu hoàng tỷ chiêu dương. Trời ơi, tiếng sợ quá bệ hạ ơi, tiếng sợ quá hả? Hả? Không lẽ lệnh bà là yêu nghiệt? Nếu chẳng phải, sao miệng của bà đầy máu và đôi tay còn gan ruột của cung phi kìa? Thái giám dạ. Hãy mau thức tỉnh chiêu dương, loài yêu quỷ đã lộ tường chân tướng. Dạ xin tuân lệnh. Lệnh bà tỉnh gì lệnh bà? Tôi sợ lắm. Đừng hại tôi. Kìa bé hả ơi, kinh hoàng lắm bé hả ơi. Giang ra, nàng là người hay là yêu quái ma quỷ? Hãy xem kỹ mình chưa đến gần ta. Chuyện gì đã xảy ra? Dạ mời lệnh bà xem sẽ rõ. Ôi tâm hồn kinh tôi nào đâu phải là yêu tinh. Nhưng sao bàn tay đấm máu đào người ở cung trường? Ai là người dương tay ương chiêu dương bà vừa xoay gương? Gieo rắc thế lương phải sướng tâm tánh hiền lương phải dương dòng quang khúc. Tôi nhục lẫn chúa cái ai bài điều ngang trái kim cái từ đây gái ruồng rơi tân. Thiếp trọn đạo tòng phu đức hành gian dình, nay vô cớ cung đình sánh yêu nghiệt
là kẻ gieo sầu, thì nữ chúa cung chương, thì sanh mạng đế vương phải vào đường tử lộ. Đã chiếm dựng hoàng nam như cung thềm ngọc khô, thì đau khổ ai gây mau hối ngộ phơi bày. Chuyện bà làm chứng cứ đã rõ ràng, bà còn bảo ai khai nữa. Vừa đánh trống vừa la làng à, quả là yêu nghiệt mà. Chuyện loạn náo hoàng cung thần dân sẽ biết. Phải giết, giết kẻ yêu tà cho yên ổn giang sơn. Trời ơi, quang trái phải đeo mang lấy tràn cho thiên tử tinh giữ đáng cho nàng tan thương chốn cung hoàng. Cam mang lạnh quang khiến thành quân từng trao duyên thì phải nào yêu tình. Hỡi quyền sương điên đảo tâm tình, giữa cung đình ta khó biện minh. Nàng đã làm tất cả hồn kinh. Thay ta hỏi qua các quan triều ca. Này các quan văn võ triều thần, nương hoàng yêu quái, tùy ba quan sứ hạ phần. Tâu bệ hạ giết hoàng hậu Quyền Sương, hoàng hậu là yêu quái. Tàu Thiên Nhan đối với chúng tôi dù quốc mẫu nhưng là phường yêu nghiệt. Còn riêng Thiên Nhan dẫu vợ hiền nhưng mang kiếp tinh ma. Sở quốc Âu Ca thì bệ hạ cần phê chiếu trảm loài ta mê. Trời ơi, ta phải phê chiếu trảm người yêu quý chung thủy, để nơi đâu mà quý diệt ân tình. Hình thùy mỹ nàng có tội tình gì mà phải ly hồng nhan. Mẹ à, yêu quái đã lộng hành khó thể sống an, gây rối râm gian sang. Nàng lạnh mang an tràm thế thần hải, đem ra chiếu vàng mực án ta hạ Úc Châu phê làm vui giả triều đình. Thốt ra không nên lời vì nước dân mình xa rời.
minh thiên tử hãy vì dân. Ngài nỉ mực trăm cân, tình tiên thần gạt bỏ, giết hoàng hậu quyền sương. Tháng năm cung đình lẻ loi một mình
tình lứa đôi, kiếm sao tương phùng ai 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 hồi chiên thứ ba. Con ơi, Quyền sư, Quyền sư, con tôi đâu, con tôi đâu? Quân sĩ, giai nhân đã bắt cóc Đông Cung. Trời ơi, ta đã mất vợ mất con rồi. Lòng thi thủy chung con thơ hồng cha, chàng ơi đi chơi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Nè, sao trời tối quá bà ơi, tôi không thấy gì hết bà ơi. Tối quá, tôi không thấy luôn. Mà ông có thấy gì không? Thì tôi nói với bà rồi đó, mắt tỏ lắm mà tôi không thấy gì hết á. Sao mà nghe não nổ quá bà ơi. Đêm khuya gió sương mù quáng, ôm con sưởi cho hồn ấm. Trời không thương nghịch cánh đoan trương, cao xanh suối chi hồng nhan. Vợ chồng chú quán kia mau tỉnh dậy. Tỉnh lại chú quán ơi, đừng sợ hãi. Má mày ơi, má mày đâu rồi? Ở đâu? Má mày ơi, tôi sống hay là tôi chết? Đừng đừng nhát chúng tôi. Tôi sợ lắm bà ơi. Đừng sợ, dù tôi là hồn ma bóng quê, nhưng tâm giả hiền lương, nơi sở ban là hoàng hậu chiêu dương, quyền sứ tâm tự. Hả? Bà, bà là hoàng hậu à? Vì sao phải chết cảnh rơi đầu? Dạ vì sao mà bà không có cái ở đầu á? Vì quân vương hoàng gia sở ban nào tình quyền ương rẽ xa lời triều cương quy. Đời cung phi sầu bi cung thầm, tà gian mới rối tâu hoàng thân, nghi quấy tôi bao tàn. Ngàn lời du quan phải giết lại quyền xưa. Cam lìa tan quyền sương.
danh cung hàm quan. Ôi thê thảm biết bao khi tài sắc má đào với dương vào nghịch cảnh. Tôi chỉ là kẻ bần dân không thể vào triều chánh để minh quan người nặng gánh ân tình. Phẩm hành hoàng phi vì gian tặc kiểm gia hình. Tôi cảm thấy thẹn mình tài hèn sức yếu xin ba hiếu cho lòng thần tử nghĩa nhạo. Quả thật hay người đầy nghĩa khi trung can nuôi hoàng tử sở ban ta ghi ngàn ân đức. Nước biến loạn tôi ngay phải hiệp lòng chung sức nguyện bảo vệ đông cung dù cơ cực khi không sợ. Thế thay cho bà gian lòng chung đỡ nâng sang hà dân đồng chung xốn sang cho người xa hoàng cung chôn đời theo gió mây căm thù thay gian thần xưa đắng cay. Nếu có gặp lắm quốc hùng trang sĩ hãy vì tôi chung thủy cảm thấm tình từ tả lĩnh kiêu dương dặm đăng tình nuôi hoàng tử cung đình để đợi ngài tương hồi. Dù bóng quê hồn ma lẫn khuất vào nẻo tôi cũng theo hộ vệ người rồi sẽ được nhà an. Đa tả lĩnh bà âm dương cách biệt sạp tấu quỷ mị ta mới giết vợ hiền nay lại mở lời hoàng xin chắc phải có ý riêng. Chúng phận đào hoa mới căm thù kẻ bạc ác với vợ con thì ông không thể ở cung sơn mà kẻ đủ đức tài đó chính là ta. Hãy giao sang hà ta sẽ thứ tha. Quả là con rắc độc ta phải trừ tuyệt độc. Nay chính mạng nhà ngươi sẽ theo cùng với vợ xuống âm cung tròn nợ. Anh tiên cổ kiếp hôm nay mới rõ ràng hà ngày gian vì quân gia mang giết quan giờ hiền ta nguyện không tha những đứa gian tà gây rối cho hoàng gia. Ngươi đừng mơ sang hà thẩm phán làm sao nước non yên hòa. Muốn hồn giao ngai ngọc ấn ti phù ta sẽ dung ta bình an. Muốn đời không giao chứ mơ đòi nghe tiếp truyền quân. Hãy subscribe.
con đi rừng cùng cậu mợ cũng sắp về rồi. Con hãy vào trong cho mẫu thân trò chuyện. Dạ, thưa mẹ con vào. Bác ngồi đây chơi nha, bác đừng có sợ. Mẹ cháu hiền khô à. Chào ông, mời ông ngồi. Chào bà, cảm ơn bà. Nghe con trẻ nói, ông không nhà không cửa, lý do nào thân thể xác xơ? Thưa bà, tôi là kẻ tha phương cầu thực, sông dài dòng cơ cực giữa trời sương. Tướng diện ông không phải kẻ tầm thường, tôi là người lương thiện, ông hãy tự nhiên bày tỏ. Bà ơi, bà phúc hậu, tôi thật tình bày tỏ. Tôi đây chính là hoàng đế Sở Ban, tên Khanh Tiên cũng vàng sáng cả bởi gian thần gây những điều mang trang. Thất quốc phong trần nơi xứ lạ trời xa, vừa mới nghe qua cảm thấy xót xa. Nhân quá trên đời có phải quyền sương là người chuyện tài trời giết vợ không thương? Cô nương, vì sao cô biết quyền sương đã bị tôi ban án trảm? Chẳng những hiểu tường hoàng hậu quyền sương mà còn biết ở cung chương ông dung tình bỏ nghĩa, hành động vô nhân để bao người mãi mẽ ngàn thuở muôn thu bia miệng xe chi. Hoàng cung phủ phạm phế an trầm, tình bạn thuở hàng di ông tạo ngàn ác cảm, trời đất sẽ không tha người bội phạm giống thề. Bà ơi, tôi đã thấm thía ê chề khi xử tệ với quyền sương, cả giọt máu của nàng tôi cũng không tròn bổn phận. Trẻ thơ vô tuổi tham sầu, đường dài quan sang nhớ con lê tràng, bà thương nên giúp giùm. Giết vợ hại con mà còn nói lời nhân hậu, cầm thú ở hang sâu còn hơn kẻ dâm thề. Hiền đệ hãy trả thù xưa cho giới nổi ê chề. Để tuổi hờn cho ba màu, ai thâu nỗi lòng này trong giờ phút trùng quan. Ta đã đợi chờ mi mòn mỏi với thời gian, quan cừu sẽ xóa tan khi Khánh Tiên đền mạng. Thân sao nở thi quân trọn đời mang tiếng phàn, còn hơn kẻ vô tâm lừa bạn phủi thâm tình.
mẹ. Mẹ ơi, hồn mẹ linh thiêng xin chứng cho con khánh thiên. Dương phụ ơi, đừng sát hại cha con đang tội nhục héo hon cạn mòn cuộc sống. Trẻ xin thấy mạng cha từ lâu dâng bóng để trọn câu quy thông thâm tình. Thương kẻ vô phần phụ tử được trùng quan, quốc hùng hãy xuống tay tôi chẳng màng sự sống. Xin gửi lại trẻ thơ mẹ cha điều vắng bóng, cho nó một thân tình là niềm hy vọng khánh tiên. Nếu tôi là đứa tiểu nhân, còn con chắc ăn phần từ 10 năm về trước. Giữa tôi và ông đường đời không chung bước, không thể đổi chung trời, xin tự lượng đời ông. Tan chuyện quán hờn, tôi mới giúp non sông. Khúc quan hoàng tử sẽ ngồi trên ngôi chính thống. Hài lòng lắm. Khánh tiên hài lòng lắm. Sở ban còn có kẻ nói dầm. Khúc quan con. Dạ. Chuyện cha làm, cha chịu phải đền sấm. Con ở lại trị vì nghiệp đế. Con chẳng ham cao sang, mẹ cha lìa ta dương thế. Ai cứu cho cha tôi ngàn năm nguyện ghi khắc ơn. Nghe ngào nhìn con, lòng cha đau xót như tơ nhỏ. Lâm sĩ ơi nghe khuyên, nghe tình thâm mà gì đâu không nghĩ. Dương đế đang đi thăng, nghe thằng tôi đành tâm khí vua. Ô gì ghi sâu rồi quan thiên dân đeo mang hoài. Đành rồi chia ly quyền sướng ơi, ta sẽ theo bên. Dính biết Bệ hạ, đừng lìa trần gian, chờ ngài trung quan. Người hiền minh nàng, kẻ gian tùy nàng. Quyền sương ơi ơi, thương nàng quan khiên phải mang. Sẽ nghe tan đàn ta mong sống chi, chết chung quan hồ không còn tham vi. Lâm gia dặn tâm tư nên thương tình quân dương. Tha qua hồi tài gió giang thần gây lớn, trên quan gia tình không phai. Ta xin quỳ nơi đây lời nói của nương nương thêm ánh tương tan quan cừu. Ngài hãy đứng lên đi, tôi chẳng ghi thêm thâm thù. Hơi khúc quan trẻ dài, nhìn xem hấp máu cuồn. Là quan hồn phiêu phương, làm sao cho tái lại. Mẹ hỡi bố con sao thêm nhối đạo cụ thâm tình. Từ mẫu có hay chẳng kinh thế gian con một mình. Ôi hỡi đời xuôi chi cách xa từ đi.
đừng bí thiết, nghe đây lời nói quyền sướng. Hãy mau mau về chốn triều đường, diệt gian lĩnh cung đường yên ổn. Lâm quốc hùng có thanh gươm trảm yêu, nên sử dụng giết hồng loáng mới tuyệt gốc đại bàng. Lấy mau tràng rưới xác hình tốn, đầu mình sẽ nối liền như cũ. Lý Tô Nga có ngọc tiên cải tử, cải miệng đổ vào huyền sứ sẽ hoàn sánh. Lâm quốc hùng sứ mạng sẽ hoàn thành. Lý Tô Nga nguyện cứu nàng thoát hiểm. Huyền sứ tâm rất vui qua khổ đau, nàng tha thứ đời ta mới hàng. Bởi quan khí thân này phải mang, đâu trách thang sầu hương dương quang. Hãy về ngay chốn hoàng cung, giết gia ngã phúc hồi bước ngày. Tôi sẽ theo hoàng triều cung phong. Có chuyện gì mà quốc trưởng hồn kinh? Cha, tai biến thế nào mà cha ra chiều sợ hãi? Trời ơi, không sợ sao được con. Hoàng đế, hoàng đế khánh tiên trở lại. Hả? Cùng Lâm quốc hùng độc mã giết quân binh, sắp vào cung đình tìm trả hận. Con ở đây, cha đi trước nha con. Lâm quốc hùng à? Phải, ta đã trở về đây, thề mong trả hận, giết hết lũ tà gian, đừng mong chiếm đoạt giang sang. Ta đang chờ bọn bay quyết phanh thay xẻ thịt, cho tuyệt cốc dương gia ta mới bình trị triều ca. Giang phản sắp thọ hình, chớ có trách ta. Lọc nước chẳng dung bồi, còn tham mong đồ dương. Quốc hùng hãy ra tay cho bọn gian biết mặt khánh sơn, chàng trốn thần quái tiêu diệt bọn chúng ngay. Chạy mới được, trời ơi chết tôi rồi, chạy lộn đường. Quốc hùng giật hưng trả miêu giết con. Quyền sương thương nàng khổ đau ba phần, trôn trung đức hạnh nên đành nát thân vì chồng. Mẹ ơi mù quáng, con không thấm tình cánh xa, cha hãy ra tay cứu cho mẫu. Thân nguyện tâm thành, mau liều dương đầu theo thân xa. Có đây ngọc thần giúp cho, nhãn hồng tôm xanh. Quyền sương xin bái tạ cả tấm lòng nghĩa nhân, cứu tôi sống lại tương phùng với con, hẹn kiếp sau đáp tạ ơn vàng. Tôi đã trang chi xa mà cũng vàng.
thứ tha khánh tiên lầm lạc, gieo thống hận cho nàng phải chịu chết hoàng. Không nhờ người trung can tôi đâu toàn mạng, ân nghĩa đã phai mờ chết liếm với thời gian. Quyền sương sầu bi chỉ vì mùi chúng định. Quan nghiệt phải đeo mang đó là do trời định, ai hậu nghĩ tình con mình nói mộng tương phùng. Hoàng tỷ đã chăn công hầu rồi, mình còn ở lại làm chi em? Chúng ta hãy xa đi vào lâm sàng ngưng nâu, thà vách lá liều tranh mà cuộc đời an hảo, còn hơn ở kinh thành đành áo nào chia ly. Tại sao tất cả bỏ ra đi? Vì hoàng tỷ đòi đi trước. Nếu như ta ở lại, Chúng thần sẽ ở theo luôn. Quyền sương bệ hạ, tạ ơn chủ quán chứ. Nè, nhắn giùm ta là ta tạ ơn nè. Vậy khoan, dạ tôi với khách quan, dạ tôi nói quên là quên.
à? Thôi được rồi, ta về quán trọ rửa tay cũng được vậy mà. Trời ơi, khách quan, cái gì mà kêu giật ngược vậy? Kêu giật ngược cái gì? Tôi nói quên đó là quên tiền đó biết không? Tiền hả? Tiền đây nè, ta nào có quên đâu. Trời đất ơi, quên tiền có nghĩa là ăn xong thì phải trả tiền chứ. Thôi bây giờ đừng nói dài dòng, bây giờ tôi xin thưa với khách quan nha. Bây giờ cái bàn khách quan nè, rượu thịt tất cả là 4 lượng 3. Thôi giờ nếu khách quan có lòng tốt và cho luôn 4 lượng thì cũng chẳng có sao. Nè, ai bảo nhà ngươi đòi tiền ta? Ý trời đất ơi, ngộ không? Ăn xong thì phải trả tiền chứ vừa, không lẽ đứng đây nói dài dòng sao cha nổi. Lão, ta ăn mặn chứ nè, có ăn chay. Ở đây là chiêu anh quán chứ đâu phải là cửa chùa đâu nè. À, vào đây ăn không trả tiền rồi còn ngạo thì chùa kia phải không? Được rồi, ta sẽ cho mày biết tay của thầy sáu lượng này. Dừng tay lại. Buông ra sao nó sẽ quên được. Nó buông đánh em. Thì ra là một phe cán cuội phải không? Buông ra. Buông nha. Né rồi. Cho mày hết làm tàn. Đại ca cứu em, đại ca cứu em. Hà nó đi đại ca. Hồ Quỳ, Trương Giác, sao lại ấu đả nhau dữ vậy hả hai hiền đệ? Đại ca đánh nó đi, năng không trả tiền hả đại ca? Anh là chủ quán ở đây hả? Phải. Vậy anh gỡ cái đôi liễn này bỏ xuống đi. Tại sao? Nếu sau này để có ai người ta vô ăn rồi phá quán cho mà coi. Cái thằng cha này nói bướng mà nghe cũng có lý. Đã là quán chiêu anh thì đâu có tính tiền ai. Thôi bỏ đi, đã biết nhau rồi thì đều là anh em với nhau cả. Hồ Huynh hãy ở lại đây. Trương đệ. Dạ. Hãy lại chào Hồ Huynh đi. Chào Hồ Huynh. Xin Hồ Huynh bỏ qua chuyện lỗi lầm lúc nãy. Không sao mà Trương hiền đệ. Nè Hồ Huynh ơi, hồi nãy anh em mình không biết đánh lộn nhau, giờ biết rồi thôi thì thôi về nha. Đại ca nè, cô nương nào vậy đại ca? Bồn mèo đại ca hả? Đâu, cô nương nào? Đó, cô nương đang mặc nam trang đó. Đừng có nói tầm bậy à. Chứ huynh đệ hãy lại đây, tôi xin giới thiệu với chứ huynh đệ, tiểu anh hùng đây tên là Sở Vân. Giang Ninh là quê quán, Giang người thật phong lưu mỹ tu, đẹp như là nhi nữ cải nam trang, nhưng võ nghệ siêu đẳng tuyệt vời, nên được người đời tặng biệt hiệu Gió Phan An, là người bạn mới của Ngu Quỳnh. Gặp gỡ nhau tâm đầu ý hiệp, hai tôi đã nguyện kết nghĩa đệ huynh, rồi dẫn về đây giới thiệu với mọi người biết người bạn mới của chúng ta. Vậy là vạn hạnh vô cùng, chiêu anh quán có thêm người hùng anh. Trước kia đệ nghe đồn đại tài đức của đại ca thật lừng lây, hằng mong sao được diện kiến đấng tài danh, nay lại kết nghĩa kim bằng. Thật rõ là duyên nợ ba sinh. Đúng rồi, là do duyên nợ ba sinh, nên trai tài gái mà trai sắc ngủ. Họ gặp nhau nhờ duyên nợ ba sinh, kết nghĩa đệ huynh vì ý hợp tâm đầu. Tụi mình kết nghĩa nhờ đánh nhau đau, đã thoai nhau rồi kết nghĩa kim bằng. Người ta gọi đó là duyên nợ tứ sinh. Quảng Minh. Dạ. Hãy dọn ra đây mâm rượu mau lên. Dạ. Chư huynh đệ, nhân tiệc rượu này tôi muốn chúng ta hãy thích quyết tuyên thề tình bằng hữu. Chúng em xin vâng lời dạy. Tôi Lý Quảng, 25 tuổi. Tôi Sở Vân, 20 tuổi. Tôi Tang Đại, 19 tuổi. Em Trương Giác, 18 tuổi. Tôi Hồ Quỳ, 24 tuổi. Ủa? Ủa?
vậy còn Quảng Minh đâu? Thầy Sáu đâu rồi? Ôi, này đâu mất tiêu rồi. Thầy Sáu. Kìa kìa kìa. Trời ơi, sao trốn vậy? Dạ, không phải tôi trốn đâu, nhưng mà tôi thưa với chư vị anh hùng, cái tánh của tôi thì nó khác hơn mấy người lắm đó. Sao khác? Dạ, tôi thấy máu của ai mà đổ ra thì tôi không có sợ, nhưng mà tôi liên tưởng tới cái dòng máu ngọt ngào của tôi mà đổ ra rồi thì dạ thôi việc này, dạ thôi tôi xin không dám thề đâu. Nè, cắt máu tuyên thề mới là anh hùng. Sao? Mình có máu chảy ra mới là tuyên thề mới anh hùng hả? Phải. Được rồi, tôi Quảng Minh năm nay vừa được 18 tuổi. Ây da! Trời ơi, sao máu tôi đen thùi vậy nè. Thế thì tôi lớn nhất xin bái lễ đại ca. Sở Vân là nhị đệ, Tang Đại vốn tam ca, còn tất cả anh hùng đều là chư huynh đệ. Nào mời các hiền đệ, chúng ta đồng tuyên thệ. Thiên xét soi tâm, cùng chung sanh tư giúp cho nước dân hòa an. Thề minh chứng hoàng thiên xét soi tâm, lòng không thay đổi cất giáo chi trai ở nào phai. Mau quả nâng ly giang khâu đồng câu thi, nếu ai phán nhau lưới trời không tha thứ. Thề muôn thứ kết giao, trời quân gian ác có quan chiêu anh na lịch danh. Trời quân gian ác có quan chiêu anh lịch danh. Cô ai? Có ai trong quán làm mơ cho hỏi thăm? Thầy Sáu, ra ngoài có ai hỏi thăm kìa. Dạ được. Chào Lý đại ca. Đáp lễ anh hùng. Xin chào Bạch cô nương. Đây là con gái à? Lạ quá. Ủa? Người mới vào là trang thiếu niên tài tuấn, vậy mà nhị ca đáp lễ khách má hồng. Đại ca, các hiền đệ có thấy không? Sao? Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, voi biết voi, ngựa hầu biết ngựa. Tăng đệ, Tăng đệ nói gì lạ thế? Chứ không phải sao? Người ta là con trai mà anh chào con gái rành rẽ như thế này thì không chừng anh cũng là gái giả trai. Đúng rồi, gái giả trai. Tang đệ chớ bướng càng, hãy nghe tiếp trả lời của Sở đệ. Chưa gì mà đại ca đã binh rồi à? Nếu không học một bản đàn thì biết đâu mà vào nhịp. Đúng rồi. Tang đệ, đấng trượng phu nói năng cần giữ lễ. Tôi nhìn được Bạch cô nương vì đã có quen rồi. À, như vậy là có quen quen. Tuần nguyệt trước tôi có dịp đi ngang sơn đạnh, gặp cô nương luyện kiếm dưới trăng, tóc ngang vai nhan sắc tở chỉ hằng, tài võ nghệ siêu quần quán chúng. Lòng ngưỡng mộ tôi thốt lời cả tụng, Bạch tiểu thơ thi lễ mới quen nhau. Còn riêng anh, tiếng anh hùng mà hữu nhãn vô châu. Hả? Nếu là nam tử sao trái tay xỏ lỗ. À đúng rồi, cái tay xỏ lỗ. Đâu? Còn cái tay này có xỏ lỗ. Coi thử trường giác. À không có, không có, không có. Hiền đệ, hiền đệ áp đảo người không nhầm chỗ, thua thiệt rồi, mau xin lỗi đi em. Dạ, em biết phận mình nên đâu dám đua chen. Đệ lỡ dại, xin nhị ca tha thứ. Không có chi. Bạch tiểu thư đi đâu mà xuyên võ phục, còn phải cải nam trang. Dạ, vì phụ quân từ lãng lâm trọng bệnh bất an nên em phải biệt gia trang. Lướt dặm ngàn điểm đến quán chiếu anh, cùng hào kiệt đua tranh cường sang hà gió rạng danh. Sợ nhị ca có hẹn đúng ngày này, tháng tám còn trắng hợp mặt đủ đầy, đêm mưa cứ giá thanh hoàng, khỏi tai nàng chỉ chính tuấn dương. Ôi đáng khen thay,
khách trang đài, phấn quần thoa trăm dắt lửa cài, không thua kem bậc sâu mài, thái chồng sáng hà hoàng núi vai. Thế mới rõ anh tài nữ kiệt, giống như nhị ca siêu diệt gió công, như phụng hoa rồng mắt sáng mi hà thành, tuấn đi dịu dàng uốn ngang tàn trình thấy không hay. Chư hiền đệ cẩn ngôn nhé, mời tiểu thơ. Nhìn xem quán chiêu anh ước mơ chắp cánh trời hồng, đem tài trai giúp vua cùng anh kết thân vui tròn câu nghĩa nhân. Ngày mai sáng tìm anh Lý Quân người ơi, tôi tên là Lý Quán, xin vui lòng cho biết tôn danh. Đây dân tần bình nhân, mong sao thấy anh hùng kìa, mời ai ai giao tâm tình, người quê quán là đâu. Quê Hoài An tính gió sương đêm ngày, tìm ra quán chiêu ăn trời còn thương khiến mình tưởng phùng, mừng chào yên huynh nói câu thăm tình trong người thêm nhớ. Dân tần nương, người con gái đã cùng tôi đến nước sống ân tình, dân lý bước chung đôi. Từ thuở nhỏ nằm nỗi đã buộc ràng tơ thắm, bác tự niên canh đôi đàn giao cảm. Sông đường dạm ngõ kết thành thân, đã vào cuộc hôn nhân sao lại phải nan phân, tháng thầm u hoài vì bởi cao xanh đó đài đời con gái. 10 tuổi đã lạc loài xa mẹ và anh, dân tần nương xa cha mẹ và anh mới vừa 10 tuổi. Phải, em tôi đã bị người bắt cóc khỏi gia trang trong lúc còn thơ âu, để khổ để đau để buồn cho phụ mẫu ngày nhớ đêm trong ai thâu canh đau lòng. Xuân hạ thu đông mòn mỏi đợi chắc chẳng an tâm khi tinh hồng bạc bông, sầu nguyệt vọng mong chờ cuộc sống phải từ ly. Trời ơi cha, cha của dân huynh đã chết rồi. Chết vì dương vào tâm bệnh nhớ thương con, qua ngày tháng heo hon mỏi mòn thân già yếu. Dân tần nương ơi thật vô cùng bất hiếu, anh tìm đã từ lâu nào ai hiểu cho lòng. Họ trái ngang nên đành quên hiếu ân, mong cảm thông cánh qua vô phần, giang im ly trần muôn trùng nào hay. Vì giang dặm xa xôi không biết được tin cha thì cảm thông tha thứ, nhưng đã biết được rồi mà thở do dữ thì trời đất sẽ không ta bất hiếu nữ vô tình. Phải không hỡi hiền huynh, anh trưởng của gia đình?
tường tận dáng hình, mình phải tìm ra sự thật. Sự thật như thế nào? Như thế nào? Ai biết phải làm sao? Để à, chắc có lẽ tương diện em xinh đẹp giống tiểu thơ, nên tâm trí mới ngẩn ngơ nhìn lầm tưởng bày. Hãy tha thứ cho Lý huynh và nghe anh đi bài giải, đừng hờn dối hỡi chàng trai bằng hữu kết giao thề. Nào đâu dám phiền trách đại ca, nhưng anh đừng nghĩ quay xem thường trang tu mi nam tử. Đã hiểu nhau rồi thề không để giả hoài nghi, nhị ca chớ giận mà chia lý kim bằng. Dạ, em không dám giận Vân huynh. Thưa Vân huynh, anh tìm gặp em để hàn huyên chuyện gia đình, hay còn có điều chi xin cho em được biết? Lý hiền đệ, dù mẫu thân tuổi già sức yếu, nhưng câu trung nghĩa vẫn ghi lòng. Nghe bọn gian thần mong huynh đảo non sông, nên sai huynh tìm đến quán Chiêu Anh cùng chư anh hùng cứu giá. Còn bá mẫu tuổi cao ta cả, ai phụng dưỡng sớm hơn? Có hiền nội ở Gia Môn, xin đa tạ nhị ca hết lòng lo lắng. Quán Chiêu Anh có thêm Vân huynh thật là may mắn, vậy mời Vân huynh vào trong để bàn chuyện nước non. Sầu cô đơn Lý huynh, anh đã biết hết rồi, em đừng dối gạt anh. Phải em không sao lòng lạnh như giá băng, để anh đợi chờ bóng ai mịt mờ. Trời xuôi đôi lứa tương không ngờ mình trông thấy nhau. Tần nương, ai là tần nương luyến thương sai lầm, không tin tưởng bạn thôi đành lìa tan tình nghĩa kim lang. Tần nương tìm kiếm nàng muôn dặm quan sang, dù chưa từng được dung nhan nhưng ôm ấp mối tơ loan do sông đường ghi hương. Tờ bát tờ niên canh đã buộc ràng duyên đôi lứa, hãy tựa vào nhau tha thiết đổi trao tình mộng thắm ban đầu. Dầu dài giữa trời đông mà má hồng không phai nhạt, phiêu bạc bốn phương trời lời chung thủy nào sai. Dân mũi ơi đừng lạnh lùng đừng nói tiếng chia tay, ta kết hợp trúc mai chờ ngày hôn lễ. Đừng qua cáo nam trang làm tang thương dâu bể, dòng lệ thấm môi yêu điều đứng hận anh đi hùng. Giúp tôi anh hùng nên cùng anh kết giao kim bằng câu đồng sanh, nghĩ sao thôi đành chia lìa nhau nghẹn ngào đớn đau. Em đành sao ly tình không hiểu nhau? Không hiểu nhau gì Lý huynh, nào rõ biết quân tử đại trượng phu sao phan quý nông cùng. Anh đã nhận lỗi mình sợ để hãy thứ tha, cần vui vẻ bỏ qua chung hòa tình bằng hơn. Tin tưởng
tôn trọng nghĩa nhân như thế là đầy đủ, dù vất đổi sao dời sẽ không phụ lòng nhau. Sở đệ, vậy là sở đệ hết giận huynh rồi phải không? Lý huynh, đêm đã khuya, mời Lý huynh vào an nghỉ. Nè, đệ cũng phải vào nghỉ, chứ thức mãi thế này lâm bệnh là anh không có yên. Lý huynh hãy vào nghỉ trước. Nhưng mà đệ nhớ vào với huynh nghe đệ. Và tất cả anh hùng, mời Tiêu tiên sinh. Thưa đại ca cùng chư vị anh hùng, ngày ước hẹn của chúng ta đã đến. 15 tháng này Vĩnh Thuận Dương Sơ mời lĩnh Thanh Hoàng hội yến ở Hà Nam để thực hành ý định cuồng tham. Mù thí chúa chim đoạt gian sang, nổi ứng có châu càng hậu tập mà. Cái bên là quận chúa Phi Loan, văn võ sông toàn chẳng kém Nam Trang. Yến tiệc vui vậy để ám hại thiên nhàn, phải làm cách nào tận diệt bọn tà gia. Tiên sinh hãy an tâm chứ anh hùng, tận lực bảo giá lệnh thiên nhàn, non nước sẽ thanh nhàn. Viết điều đóng lên đường vì ngài hai chỉ ban, chúng tôi tiến sang Hà Nam làm tròn sứ mạng. Còn một điều tôi lo lắng không an, mình chưa thỏa phẩm quan làm sao có binh hùng. Chứ huynh đệ chúng ta cùng xuất trận à, chẳng có tướng điều binh như rắn nọ không đầu. Nhờ tiểu sinh sai bảo chúng tôi hầu, tiếng khí rạng lào lào xanh tứ tơ hồng mau. Dạ dạ thưa tiên sinh, đi cho quan binh điều ca lệnh đi xuất chi tình. Chỉ một ca lưỡi muốn nghi thần, tôi sẽ nghi đập đầu quân gian hình. Có
thành ngớ đùa sóng lớn, quyết sẽ chuốc đau hùng. Khá khen lòng can đảm của anh hùng, nhưng khó dễ dùng cùng quận chúa Phi Loan. Quận chúa Phi Loan phải. Quận chúa Phi Loan tài nghệ vô song, lại có nhiều phép lạ. Riêng châu càng da thịt hắn như đồng như đá, gươm đao nào xuyên thủng được hắn ta. Nếu thế thì tan nát cả sang hà, còn một cách là phải dùng mưu trí. Mưu trí như thế nào? Trừ quận chúa Phi Loan chỉ có một nàng con gái, hiện đang đã lôi đài thi võ chiêu phu. Phép tài nàng thừa cứu nước diệt thù, nàng tên gọi là Chu Hồng Cẩm. Thưa tiên sinh, dân tôi xin lớp dặm, đã lôi đài phối ngẫu cứu sang hà. Nhưng nhị ca cùng nàng ấy chẳng hiệp hòa, mà duyên tần tấn chính là Tang Đại. Hả? Là tôi à? Phải. Nghe đây, tất cả chư anh hùng đồng đến đã lôi đài, nhưng chỉ giả vờ đánh rụt nhảy xuống. Riêng Tang Đại nhớ khi giao đấu lừa thế bắt tai nàng, vì chú Hồng Cẩm có dây khổng tiên thạch, bảo vật đó mới trừ được Phi Loan quận chúa. Xin tuân lệnh. Riêng châu càng tài lực vô song nhưng hảo sắc, ta phải dùng mỹ nhân kế. Điều quan trọng là không nên chọn nữ nhi, nếu là gái có chồng sẽ thất tiết với phu quân, còn qua không chủ sẽ ô danh sủ tiết. Nếu thế thì ta phải chọn ai giả dạng để làm sai đắm châu càng? Chọn nam tử hy sinh giả gái. Hay hay. Có một người giả gái chẳng thua ai, trang mảnh mai dịu dàng thư thái, miệng như hoa mắt phụng mài ngài, hài thế trang đài phơi bày lòng trung nghĩa. Tán đệ, thiếu niên tài tuân ấy là ai? Tán đệ phải kỹ ngay hoàn thành đóng trách, tìm mau đi cấp bách đến nơi rồi. Có phải là tôi không đẹp trai số nhất? Thì sao? Dạ, nè, giờ khẩn cấp đến nơi, nào đâu phải chuyện đùa. Dạ tôi đâu có đùa gì đâu. Tang đệ nè, đệ hãy chỉ đi đừng lo lắng ngại ngùng. Chiêu tập đủ anh hùng cần giúp nước phò vua, chỉ tiếp dọc ngang trời quyết định hơn thua. Đừng ngần ngại phân vua, hãy chỉ thẳng người. Giả gái vẹn đủ mười, ở đây chỉ có nhị ca. Hả? Nhị ca? Các em à, sao nở nghi hoàng cho người dễ thương. Rồi Vinh ơi, Vinh ơi. Vinh à, sở dân đây anh tài nam trang, các em đừng nên nông nổi làm mà mất lòng huynh đệ chi giao. Xa vào sanh tử có nhau. Đại ca ơi, có gì đâu mà binh vực, kiếp vừa vừa kẻo ức lòng em à. Đại ca, đã kết bạn nhau thì phải xem như là ruột thịt, thì phải công minh đại từ sau trước. Sao lại thương nhị ca hơn tất cả tụi này? Nè, vì nhị ca của chúng em duyên dáng đủ đầy, thông minh quán chúng cao tài, như thế mới là xinh nghe lứa vừa lâu. Vui đi. Dạ. Thôi hãy im đi, bỏ chuyện qua rồi, việc nghi nương phải dung bồi. Mau đi đã lôi đài rồi giải giá Hà Nam. Hay lắm, mời tất cả hãy vào trong xuyên võ phục đã lôi đài. Về hoàng cung, nhớ xuyên giáp phục vào gặp hoàng huynh. Sao? Xuyên giáp phục mà? Phải. Xin tuân lệnh. Ha 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 ha.
tấn quân nguồn càng để cho ấm tâm hồn. Thương mẹ nồng được ngắm tình. Uống nè, uống nè. Cho ngỡ ngay thiếp đẹp lòng. Trai anh tài sắn như nhàn hồng cho thỏa lòng. Thắm cuộc tình tôi ta kết tóc tờ. Vui hôm nay đường loạn sắn đôi. Ngập ý thơ mẹ tình bước mai. Ngập ý thơ đẹp tình trước mai. Hay, hay lắm mỹ nhân đó. Chóng mặt em. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Để em rót thêm cho chàng nha. Rót đi, rót đi. Giỏi ghê vậy đó. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Châu Lan ơi. Ơi, có ai tìm chàng kia? Ai? Ai mà lại nhái bên tai ta vậy? Ai? Em là quận chúa Phi Loan. Hả? Cô Út hả? Hãy về đi, để cho anh chị vui say yên tĩnh. Hoàng huynh, đó, nghe chưa? Để cho anh chị vui say yên tĩnh. Ngâm đi. Thương Dương đành mất ngồi vì mỹ nhân, bởi tô nương long hành ngai vàng tàn. Lý nào quân văn phòng gương xưa còn, pha ngô ban ân tình bởi đào tơ. Hồng nhàn nào giống nhau sao mà anh tức lòng mình em chẳng còn xanh. Hoàng quân đi ra là... đi ra Hoàng quân. Hoàng quân giang sinh anh đã dùng nghe em ra vào quỷ kế đời anh không còn bản báo không cần chớ lắm lời quyền. Hoàng quân phần số đã đành rồi, em xin tự tả lui chân. Vậy Châu Lan ơi. Ơi, tại vì thiếp thương Châu Lan cho nên thiếp mới nhường nhịn đó nha không. Chứ gái nhà quê cũng đủ đầy võ nghệ kiếm cung như chứ bộ. Gái ở dưới quê mà cũng có võ nữa. Chứ sao, phải có võ chứ. Mỹ nhân ơi. Dạ. Mà nàng ở dưới quê thường dùng binh khí nào? Dạ em thường dùng kiếm. Kiếm à? Dạ. Hay không? Cũng thường thôi à. Thôi được, nàng nếu mà nàng sơ sót anh đây chí lại. Dạ. Quân đâu? Xong kiếm. Ha ha ha!
Cung thần thi lễ, đi đầu bài kiên Âu quân. Trẫm miễn lễ. Dạ. Dạ. Quận chúa mừng Dương huynh di gia, lễ bái chào bệ hạ đến Hà Nam. Cùng tướng binh nghi lễ sẵn sàng. Phi Loan xin kính chúc Dương huynh an hảo. Hoàng thúc và quận chúa Hải Bình thân xin đa tạ. Ý thân. Dạ. Chúc tủ đại hoàng gia. Truyền nửa nhạc, chuẩn bị ca sàng tấu khúc. Này Âu chúa, sở dĩ lão phu kinh thịnh mừng Âu hoàng ngự gia muốn cùng nhau bàn thảo việc sáng hà, có một điều thỉnh nguyện với Âu quân, xin Âu chúa nghĩ tình hoàng thúc mà chấp thuận. Bẩm hoàng thúc, dù là vương đế nhưng trẫm cũng còn bổn phận nghĩa thâm tình là cháu ruột của thúc hoàng. Câu chuyện gì nên trình tấu giữa Yến Loan, cháu sẽ tùy cơ biến sẵn sàng đáp ứng. Vậy à? Âu chúa, từ lúc Dương huynh xa bằng An Giá, đang ly đà ra thay thế đối với trời, nhưng chuyện đối với dập quốc cũng không giới, để cho Âu quân giúp chính thật làm ngược đời. Xưa nay huynh đệ thăm giao ân cao nghĩa trọng, không dục động lòng thượng chương tức phải công bằng. Anh chết em nói ngôi mới trọn đạo hằng, gian võ nghĩ sai lầm anh mới tức dị đăng ngoan. Quận nương nên bình tĩnh mà nghe trẫm nói rõ bao lời. Ta đến đây vì nể giả thuận mời, nhưng anh phải trả lời những câu hỏi của em. Nào phải quả nhân mưu tính mà là do khanh tế triều thần, luật nước đã định phần quyền giết chính Âu quân. Cha chết con nối ngôi tạo thiên xoay dần, nếu hoàng thúc và quận nương muốn ngồi trên ngôi chính vệ, cứ xử đắc nhân tâm mới trọn phận làm người. Chuyện đó chẳng khó chi xử tệ thế gian cười, đạo lý sẽ suy đổi thì sao thịt nội gia. Nếu nặng nghĩa thiết tha Phi Loan xin bái tạ, nhưng anh phải để cho cha trị vì thiên hạ. Người vua tước có một quyền cao cả, ta vẫn chỉ sang hà Âu chúa chẳng bất phận đâu. Tình nghĩa mới thâm sâu xa má chẳng mong cầu, tước phẩm chốn chim trào nào khác thế phù du. Muốn tránh cảnh tan thương xóa sạch án mê mù, trẫm sẽ giao ngay vàng cho hoàng thúc giới quần nương. Dạ xin đa tạ. Nhưng với một điều kiện. Một điều kiện? Âu chúa, cháu đã tự giao ngay vàng thì 5 điều, 10 điều cần trước, chứ đừng nói là một điều, phải không ba quận chúa? Đâu dần ở. Điều thứ nhất, việc chậm nôi ngôi là võ khanh tệ, cần phải hội quân thần để hội ý các quan. Ta bằng lòng. Điều thứ hai, hãy hội ý toàn dân có thuận giả thúc hoàng, để trong nước khỏi quan mang sao động. Không sao, dân chúng nghe theo ta lắm. Được. Còn điều thứ ba, định tôn trẫm lên ngôi là võ tiên vương di chúc, muốn xóa chúc ngôn phải đến hoàng lãng nghi lễ sở ràng. Riêng hoàng thúc, Phi Loan quận chúa với châu càng, cùng tất cả gia tướng Hà Nam, đầu đội mộc án, bãi bước lại một lại, từ Hà Nam đến chung kinh đô, vào hoàng lãng tế lễ cho an lòng tiên đế, trẫm sẽ nhường ngôi chính bệ. À, lão phu đâu phải đội mộc án, lại từ Hà Nam cho đến kinh đô. Cha, người giám miệt
đường đường lẫm lẫm uy nghi. Hà tánh danh tước phẩm là chi? Quận thân giá trị tướng khôi ngô tài mau. Quận nương, quận nương bận tâm chi đến kẻ vô danh tiểu tốt? Việc nước non đâu dính dáng gì đến kẻ đánh xe. Sao đánh xe? Này Vương Vinh, dù là đánh xe thì cũng phải có tuổi có tên chứ. Tướng Quy Vũ thì làm sao hả Tiên? Được, nếu muốn biết hãy lỏng tay nghe cho rõ. Quảng chiêu anh để nhị anh hùng, tên Sở Vân Quy Vũ Dễ Dùng, hộ gia Trẩm Hà Nam Hội Yên. Sở Vân à! Sở Vân, Sở Vân, Sở Vân nào? Có phải Sở Vân tài võ nghệ bốn phương đều sợ hãi? Bọn Lục Lâm Thảo Khâu phải thải hồn kinh, xuất quỷ nhập thần, Phương Ác Bá phải giật mình. Vừa rồi đã làm khiếp đảm đám qua qua thái tuế có phải? Chinh thị, chinh thị. Đồng phò thiên ngang mới cung vàng ác tâm, hàm ngôi cao nào nghĩ gì nhân nghĩa, hề không tha ai mong thí vua. Vào nơi đây dân đông nế kiên, việc muôn binh nào sợ, dấu rằng giáp bào hoa hồng chẳng nài sanh tử. Hà Nam khuyên nên lui tướng binh, còn không nghe e cam nát thân. Lời đồn không sai quán chiêu hành Sở Vân, đường đường quay phong nhớ che cho thách quân. Vì Loan nay lòng mến tài anh dung, người trung càng lo cho nước non, ngày sau tên lưu danh tiếp son. Vì vua xông vào trận lấy lừng, chiến trường chi hùng quá là anh dung. Mời ai xem cho qua sức cao, cùng quân gia nên giao đấu nhau. Giám xem thường dưỡng quân, để cho quân sĩ yên viên lòng thành. Sở Vân anh hãy đố tài thần quay. Tốt lên, dân
lệnh thánh hoàng dân thứ sức chốn Hà Nam. Nhìn quân thù bao vô khiến lòng này sâu sống phang, thương xót cho người tài trung quân cứu an hoàng yêu. Hoàng gia đừng lo lắng, thế thân còn ai ước nguy, binh phú dây trùng trùng mong sao thân quân bình an. Làm sao tìm thiên tư giữa rừng mịt mờ khói bình, manh mối địch quần hồ đào thương sớ dân nào tương. Gào tên người anh dũng đã liều mình vì nước dân, trung nghĩa muôn đời còn bia danh tiếng cơm hùng mạnh. Kìa xem qua sớ dân thiên ngang lâm dòng nguy nan, làm sao mau cứu an qua dòng vi tha. Kề bên em đó cho người yên tâm thì gan cứu thiên nhân. Mau mau bỏ ngay về, em sẽ nêu gương hùng đưa vua thoát ra dòng dây. Sẽ chết theo cho trọn nghĩa kim bằng. Đừng bỏ anh bơ vơ trơ trọi chốn dương trần. Lý Quỳnh ơi, chúng ta rèn luyện kim cung khuôn phò xá tắc nai, giữa hồi quốc tiến cùng chinh chiến với gươm đao. Lập được công đầu lại phải lìa nhau, ôi chúa xót biết bao dường gan bào ruột thất. Gian khổ giữa dòng binh lệ tràn, khoe mắt kể từ đây khóc cảnh bi sầu. Hiền khanh, khanh chơi qua sầu thương làm trầm đau lòng xót dạ. Sợ anh hùng chỉ trúng can vàng đá vững lòng, ngày nào tặc khôi phục lại non sông. Giả nhất quyết công quên công hạng mà, cuối xin ơn trên mở lượng biển trời tha thứ tội. Chúng ngu thần đã làm rối giả thánh quân, sống chết có nhau bằng hữu trọn tâm giao. Tất cả chúng tôi được thiên hạ gọi là anh hùng diêu anh quang, tuy chẳng quyết thống gia đàn nhưng sanh tử có nhau. Đã giàu ra nguy hiểm chống gian lao, từng chia sớt cốn đau ngọt bùi cay đắng, nên sự thương yêu vô cùng sâu nặng. Âm vua hãy an tâm mà bảo trọng thân vì mình. Trời ơi, nghĩa cả tở biển trời, trí dũng vẹn lòng chung, tròn thiết thạch thủy chung trăm đế đầu cuối lại. Lòng thể chớ bi thương trung thần ái ngại, chứ huynh đệ hãy đưa ngài lướt dầm thoát dòng binh. Nếu tất cả chần chờ, tôi sẽ liều thân sống. Dân đệ, dân đệ, Lý đệ, sợ dân nhất quyết, chúng ta hãy nghe lời. Sợ hiền khanh, hãy bảo trọng lấy thân. Dân đệ, huynh đi đây. Hãy bình thân.
Trong lúc nguy nạn thập tử nhất sanh, trẫm nhờ chư khanh hết lòng trung nghĩa bảo hộ nên trẫm mới được an toàn tánh mạng. Để đáp lại, trẫm sắc phong cho Sở Dân chức trung giọng hầu, ban cho một tòa dinh thự, 100 xe gấm lụa, 1000 nén vàng ròng, và ban cho một đặc ân nữa là nếu Sở Dân không mãi quốc cầu dinh, không đoạt ngôi thí chúa, thì dầu Sở Dân có phạm tội gì khác cũng đều được ta ân xá, để đền công hạng mã bảo phò ta thoát chết lập đại kỳ công. Hạ thần muốn đổi đức ân, kính chúc thanh hoàng vạn tuế. Tạ phong cho Lý Quảng tước anh Võ Bá cùng các anh hùng Triệu Anh Quán đều được phong tước đại tướng quân, đem tài trí ra khuôn phò xã tắc. Dạ tạ đức ân, thánh hoàng dạ quý. Trăm chúc khanh yên quanh hòa đôi, chung vui hương nguyện tân nương chi điền sông hỷ giao loan. Toài lòng mừng hai em thành duyên, chắp cánh tiền bươm xin thuyền quyên, đừng phải vương sầu riêng. Nếu có xa nhau đừng quên, hôn nhân tan bao phiền, hãy đó thương yêu trời xuân tình quân, đôi lòng trao ái ân. Tôi muốn dân an qua ghi tâm không nhỏ ân đức thiên nhà, phần tài hèn mong trên quảng gia hai thứ tha, cành quà hèn quê nào hiếu thông triều thư. Thiên tử anh mình lòng thương, yên tâm chung vui càng thường, hỡi các khanh ái bình tâm đừng lo, nghe lời ta phán ban. Tạ cho trung giọng hầu cùng chữ huynh đệ, ba hôm vui hôn lễ cạn thâm tình, xong rồi tất cả hay vào bãi mạng giữa triều đình, để trẫm sắc phong tước phẩm. Ngay bây giờ ta từ kiếu hồi cung, trẫm chúc các khanh tròn ước nguyện, đổi ơn thiên tử. Phu nhân, phu nhân, phu nhân à, phu nhân à, đưa tiễn các bạn về Quyến Luyên qua lâu, để phu nhân lo âu chờ đợi. Ta xin lỗi nàng nhé, hãy đến đây hỡi đến đây người đẹp, hãy cùng ta chuốc cạn men nồng chỗ phỉ giả tình chàng ý thiết. Sở Quynh kìa, sao lại là Sở Quynh? Sở Lang chứ. Phu nhân, dường như nàng có điều gì muốn nói phải không? Thiếp muốn gian cầu cùng Sở Quynh một chuyện. Phu nhân, đã là vợ chồng với nhau thì có gì nàng cứ nói, tại sao lại phải gian cầu? Kìa, sắp tàn cảnh quân sĩ điểm trong lầu, chu rể dạ nôn nao mà cô dâu còn thưa chuyện. Nè, nói gì thì nói mau đi cưng, nói đi cưng. Phu nhân, tội tình gì mà quỳ lụy, khóe thua ba hàng lễ ngọc chảy xót xa. Đám cưới hay là đám ma mà sao cô dâu lại buồn bã thế phu nhân? Giang xin ai thương nghĩ hãi hồi hôn nhân. Ý đâu có được, cưới rồi mà. Tại sao vậy? Hãy yên ngồi tôi bài gia ý thiệt hơn. Trái tơ duyên nuốt thảm ngậm sầu, cùng trường gia
trên dương quang phán ban, ta tung lời sẽ kết thơ loạn. Ai bao đành xa ta khi tim này ghi khắc chung nhà, chẳng hiểu có sẽ châu trần dùm quên đi cánh qua vô phần. Cho tôi trò mang trước giới trường làng, ngất ngây giác qua nở đầu bố ra. Hãy nên thứ tha lỡ yêu khó xa, trường làng tiếp quý mình bảo vệ tình ta. Tròn trinh tiết giới trường làng muôn đời, trường làng cháu mũi đừng tự ái quyên sinh, chữ tiếp trinh không bao giờ quen. Hãy chờ ngày tao ngộ với trường làng muôn thuở khó phai mơ. Ta thử giả lòng ai đừng lo lắng nghi ngờ, không nâng rượu giao môi cũng chẳng chờ giờ hốt cân. Nhưng an vui phần tơ đào biết thay thế trường xe tình sao chung cuộc giao quan, cùng phận gái hồng nhãn đâu lỡ làng thất tiếng. Hai đứa giống như nhau sẽ tỏ tường thân thiết, cần viết bao trừ gian nên cái dáng nam hình. Hai thương hiểu tôi chớ nên ở môi, giúp ai kết giao cảm thương với nhau. Nhưng bây giờ ngày thì chàng thiết ban đêm hai ba, dạ bái mừng trung giọng hầu. Niên huynh, có chuyện gì mà người mời tôi đến tận gia trang? Dạ thưa ngài, mẹ tôi phải trầm kha phúc thấu, thân mỏi mòn vô hy vọng cứu nguy. À, nghe đầu ngài cũng lực danh y, nên mời thỉnh đó cấp kỳ cứu mẹ. À, tôi chỉ tường y lý, trong dũng về yếu kém, sợ chẳng đủ tài cứu bá mẫu khỏi bệnh căn. Dạ, dạ cuối lại ngài, gia cảnh quá khó khăn. Mời đứng dậy. Tôi bằng lòng chuẩn mạch. Dạ, dạ. Dạ đa tạ, đa tạ. À mà khoan, xin ngài nên hiểu, tôi chuẩn mạch chứ nên gây tiếng động, cấm ồn ào huyên náo vọng vào đây. Chỉ có tôi và bá mẫu ở nơi này, viện huynh trưởng tạm thời lui gót. Dạ thưa ngài, rồi ai trả nước cho ngài khi mỏi mệt à? Nếu có cần thì tôi sẽ cất tiếng mời ngài. Dạ được, dạ xin tuân lệnh ngài. Lòng tay nghe hơi thở giếng màng ươm tay kề, mẹ mẹ từ thân ơi nhớ con lâm vào bệnh tình, nằm mê man số thân thôi về Diêm Đình. Còn con thơ hiếu thân không tròn vẹn đinh, vì mang ân quang lúc hình nào tha. Nghe ngào cho dân nương, mẹ hiền dương vai ngưng, biết tính sao trăng triều trên quân dương
đành cam tâm miếng trên mẹ hiền sanh tồn. Đời con thơ bế dâu bà đào dầm dù dân ương sắp đi dòng thành quán hồn tình thâm hiếu ân dung trời là hơn. Mẫu thân con dài quay về quy bên trước loan trầm môi ngôn ngàn tầng hương dò tơ xuống sáng hiền nữ con ơi nằm tranh gian lệ mong chờ con của tôi đâu nhàn phương gió câu mịt mờ đào số tâm tư tự thân nhớ con muôn đời con nay đã quay về mẫu thân ơi bình tâm an dưỡng thần nương con của mẹ con hỡi con ơi vui ngày tương phùng Bích Vân ơi, Vân Nhi đã về. Thương trẻ xin đừng rêu mừng cười chuối. Phóng tước quan chỉ mong dương hoàng phải mang tài nàng cả dân già dưỡng vào liên can. Chung chết không than thoa vui xin về. Nhìn em anh lệ mừng thương ước bao năm trời. Ly gia ta xót xa số thân nhang hồng phải tha phương muôn ngàn đau thương tham con đầu tường mẫu thân trong đêm ngày tư lương nay trùng quan đôi đang chờ con tân quan tàu dương qua tha thứ trọn thâm ân dạ có phu nhân trong giọng hầu đến viếng tần nương thưa mẹ tiểu thơ Tiền Quỳnh Châu đã cùng con đính ước nhưng đã hiểu nhau rồi thân mẫu chớ lo âu nè hãy mời tiểu thơ vào dạ dạ Tiền Quỳnh Châu xin bái kiến phu nhân cháu hãy tự nhiên đừng khách sáo à phu quân chàng bỏ thiếp cả ngày nóng ruột quá thiếp mới sang đây tìm kiếm à thôi bà ơi chàng thiếp cái nỗi gì lộ chuyện hết cả rồi hả lộ hết rồi hả sao nói trước làm ta sững mồ châu muội dạ lại đây đây là mẫu thân của chị con đó vốn thật trưởng huynh à, dạ xin bá mẫu và huynh trưởng hãy thứ tha à, bởi con vô tâm nên không tường tận không có chi cháu đừng e ngại đã hiểu nhau như ruột thịt thâm tình dạ có quan anh võ bá và chư anh hùng đến viếng thái phu nhân dân tần nương con tính lẽ nào mẹ con xin phép mẹ à được rồi mẹ tin ở nơi con dạ con Lý Quảng cùng chư hiền đệ kính bái phu nhân xin chúc cầu an hảo kính bái phu nhân dạ không dám đáp lễ ngài anh võ bá đại quan dạ xin phu nhân hãy thương tình xưa trước hay sau là con rể của gia đình nhưng tần nương nay còn đâu nữa
tình dân nữ trọn đời con ghi giữ, thề chẳng phải mong chờ tái lại. Ôi thương cảm cho ngài. Thôi hãy im, dân bích nhân lắm lời không nên. Nghe tin sang phu nhân không bình an, nhưng hôm nay sao khỏe mạnh như thường. Chúng con thăm cầu người an hảo, hà cơ an lành như thế. Gánh đi đâu chúng mạch đầu pha. Dạ bà nên nói rõ cho con. Nhờ sợi vẫn mới an toàn tâm thân. Hả? Sở đệ à? Ngờ, thấy lạ chưa? Dạ thưa đại ca, làm cái gì mà mỗi một lần mà nghe nhắc tới tên của nhị ca, cái đại ca nhảy cà tưng giống như là phong vực vậy đó. Thầy sao? Cẩn ngôn. Chớ xem thường huynh đệ nghe chưa? Nữa rồi, gặp hai ông nội này nữa rồi. Dạ, bẩm phu nhân, sở đệ sang đây chuẩn mạch cho phu nhân, lâu hay mau, có còn ở đây không? Cháu nóng lòng muốn gặp. Chuẩn mạch đầu thang xong đã lui về dinh phủ, tôi cố cầm mời nhưng người vẫn chối từ. À, để mụ cho ái nhi ra chào hỏi cao quan cùng các vị anh hùng. Ái nữ của bá mẫu có phải là dân tần nương hiền muội? Phải, bao năm trẻ lìa xa từng mẫu, nhờ trời thương con mẹ mới đoàn viên. Nàng đã cùng con đến nước Giảng Hương Nguyền, xin cho cháu cùng tần nương hội ngộ. Được, mời các cháu hãy ngồi. Tùy Nhi. Dạ. Mời cô bay ra cho bà bảo. Châu Nhi. Hả? Châu Nhi nào? Kìa, cái gì vậy hiện đệ? Châu Nhi của em đại ca ơi. Bình tĩnh coi. Dân trà mời khách nghe con. Dạ. Xin mời các chư huynh đệ. Hả? Châu Mùi. Châu Mùi anh là Trương Giác nè Châu Mùi à. Châu Mùi. Kìa. Trương đệ, em làm cái gì vậy? Đại ca ơi, ấy của em đại ca ơi. Trời ấy quắc quắc em kìa. Xin đại ca cho em gặp ấy của em. Dạ xin phu nhân cho con gặp ấy của con à. Ta cho phép. Dạ đội ơn phu nhân. Qua đây cha ơi. Mấy cha này quan quyền làm tôi coi hết được rồi nha. Chào đại ca, cùng chư huynh đệ. Ủa, kìa, sợ. Đại ca. Trời ơi, con gái của người ta mà đại ca làm gì vậy? Giống sợ dân quá, tăng đệ có thấy không? Em cũng thấy như vậy, nhưng người giống người đó là chuyện thường. Dạ thưa đại ca, nếu đại ca mà nhầm lẫn á, thì thôi đại ca hãy ôm em đi cho đỡ ngượng. À, ta cảm thấy mệt, muốn vào trong an nghỉ. Các cháu hãy ở đây trò chuyện với dân nhi. Mời chư huynh đệ, hãy cùng tôi đến vườn hoa đối ẩm. Dạ, chúng em cũng muốn thế, chứ ở đây dư quá. Ê, mấy anh, trời đất ơi, mấy anh mày có đi xem qua. À thì đi, còn tôi ở lại với đại ca. Thôi đi ông nội, chắc vợ làm kỳ đa cắn mũi. Dạ, thưa tiểu thơ. Kìa, Lý huynh không nhận ra em sao? Tiểu thơ. Dân đệ. Hãy gọi em là dân mùi. Ờ, dân mùi. Ờ, dân mùi em. Lý huynh. Thầm ước mơ mong tròn tóc tơ, hóa hương yêu có xe đời thơ. Sống bên nhau chỉ ngu mịt mờ, anh đâu tưởng yêu em. Vì nước dân nên đành nén tâm, chữ ba sinh luyến lưu ngàn năm. Mối tơ loan khắc khi âm thầm, an sang hạ ta giao hoa. Em thấy rồi không sai, kia là tiền tiểu thơ. Trao ước nguyện trường gia, nếu không xe lớn duyên trọn đời. Mừng tình nàng trường gia đẹp đôi, mừng tình chàng dân nữ tình trao. Sớm mình thề có nhau, dấu ba đào xin chờ lãng sao. Là nữ nhi tôi tình phải mang, giữa kim loan nghi ngôn hoàng gia. Nếu chiếu theo ông vua Tiêu Hà thì làm sao thành quân thứ tha.
Ồ, các khanh cũng có mặt nơi đây nữa à? Trẫm miễn lễ, các khanh hãy đứng lên đi các khanh. Trẫm nghe phu nhân lâm trọng bệnh nên sang dinh thăm viếng với ngang. Kìa, tiểu thơ nào diện mạo đoan trang, sao giống Sở anh hùng đệ nhị? Tâu bệ hạ, từ bé thơ đã lạc loài xa cha mẹ, nên cải nam trang chiêu anh quán kết thân. Thương mẹ già không dám lỗi thâm ân, đành chịu tội khi quân dòng thương. Thì xa nàng giả trai hy vũ hoàng gia. Khinh thường phép vua bàn, gây phiền chở than vàng, ta sẽ không hề dung thư. Trái chiếu theo vương triều, cần làm gương cho bá quan cung đình. Tôi giả trai long hành, thôi đành nguy thân. Thiên nhân, nếu biết giết chúng tôi, chung chết tứ sanh cùng nhau. Chớ ai nỡ nào để rơi máu đào, tình thắm giao tròn câu. Ai liệu chết thì sinh xa trường cũ ông vua, nay dân an bên tôi bao, nói qua để bỏ tôi trung thần. Cầu hoàng gia nên thứ tha tôi tình, tha Sở Dân đệ nhị anh hùng tôn sinh. Thiên tử hay nên suy xét nhớ cho lời xưa, Sở Dân cứu ngài thắng so nghĩa tình, nhờ ban ơn người trung. Thì ra các khanh nhắc lại lời trẫm hứa, Sở Dân có công cứu giá, trừ ra tội thí vua, còn bao nhiêu lầm lỗi khác sẽ thư tha. Nhưng sáu luật tiêu hà nghiêm trị của hoàng gia, ta nhất quyết. Chết em rồi Lý Quynh ơi, tha thứ tội Sở Dân nữ kiệt, đội ơn kim thượng. Nhưng còn tiền Quỳnh Châu tiểu thơ vừa đính ước, lỡ duyên đầu đời con gái sẽ về đâu? Dạ, thần đã cùng Trương Giác khắc tình sâu à. Riêng tiện nữ đã kết duyên hài cùng Lý Hoàng. Tốt lắm, ba hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ cho các khanh thề ước trọn tâm đồng. Trẫm lui gót về chốn bể rồng, chúc đôi lứa đẹp hồng song hỷ, truyền phản giá hồi cung. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Dân muội Lý huynh, thề minh chứng hoàng thiên sẽ soi tâm, tròn câu chung thủy mãi mãi bên nhau, quyết không mờ phai. Thề minh chứng